hai em lâu rồi mới gặp hay là thường xuyên gặp? Mới gặp hôm bữa thứ mấy ta? Thứ mấy giờ? Thứ ba hả? Thứ mấy mấy sáu hả? Mình gặp hai ngày trước, mới gặp hai ngày trước. Ồ. Nhưng mà hai ngày trước đó xấu lắm. Đi ăn với em mặc quần như vậy, xong áo thun, xong mặc như vậy. Bây giờ tóc thì như vậy, còn bây giờ trời ơi. Lily là lần đầu tiên gặp. Ờ, đúng rồi. Hẹn gì không thân. Không nói chuyện đi bỏ xa. Nãy giờ quá tự nhiên. Bạn em học cùng lớp, 5 lớp. Lớp 10 hả? Lớp 9, lớp 10, 11, 12. Lớp 10, lớp 1, 12. Học chung lớp 10, lớp 11, lớp 12. Ở dưới quê, ở dưới quê. Này ngồi sát bên đi làm chung, ngồi sát bên. Phiền lắm. Đây chị. Chị sinh năm 98. Mình là 99. Ờ, mình là chị. Gọi là cô cũng được. Bốn mươi bốn. Có một cái luôn. Hôm qua năm mới thấy con gì ta? Có một cái nào cũng được không? Thứ 12 hàng cô. Dạ được. Dạ không, không sao. Nếu mà hôm nay trúng 2 tỷ thì mai em sẽ dắt anh đi Nha Trang. Thôi, đi xe em sẽ dắt anh đi về Hàn Quốc nhưng mà ngồi ghế máy bay là hạng thương gia. Nếu mà trúng thì sao? Trúng thì đi chơi. Chứ thì sao? Dắt anh coi đi chơi. Ba anh ở resort luxury. À, resort 6 sao. Trời ơi, đi tiệc hay gì vậy? Thì mất dạy lắm. Đi coi mà sẽ kịch tờ. Wow, cái gì vậy? Bestseller chắc là... Uống gì? Để em xem. Ra chợ mà uống đi mà. Cái này ở ngoài chợ bán có 5.000 một bịch mà đi uống cái này. 5.000 uống cái này má. Anh cái này cái gì vậy? Cái đó là cốc pha trái cây. Cốc pha trái cây hả? Yeah. À, em uống cốc pha trái cây. Yeah. Cơm có đường không anh? Đường. Đường, đường. Ít thôi nha anh. Một trái dừa tươi nữa. Rồi, đúng rồi đó. Chị em không đi làm thì em làm gì? Em làm nhà, em làm online. Em làm online? Làm cái gì? Em bán áo, bán quần áo đồ. Oh. Online anh. Em tự bán luôn? Đúng rồi. Shop của em luôn? Không phải anh, em bán trên Amazon á. À, em làm Amazon. Mấy cái áo mà design đúng á. Rồi, đúng rồi. Thì ăn cắp công ăn cắp bài mẫu, tự chế sửa lại xong rồi up lên bán như vậy mình tự muốn. Bây giờ không đi làm ở ngoài công ty nữa mà làm ở nhà. Thì em mua ở trên Amazon xong rồi em bán lại Shopee. Em không bán Shopee, em bán trên Amazon. Bán trên Amazon. Nhưng mà em sẽ lấy cái một cái mẫu em tự thiết kế lại á xong rồi em up lên. Ở trên Amazon xong bán áo trên cái Amazon đó luôn. Ý là trên đó là kiểu như là cái hệ thống đó là người mua hay người bán gì đó là nó sẽ tự động luôn á, chứ em không cần phải làm gì hết á. Em chỉ up cái thiết kế lên thôi. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Thì em bán cho người nước ngoài hả? Dạ đúng rồi. Cho người Mỹ? Đúng rồi, người Mỹ. Thì làm sao ship được? Cái đó là bên hệ thống Amazon nó ship, tự động ship lên. Em chỉ đủ hãng từ Việt Nam đến Mỹ? Đúng rồi. Wow, giỏi quá ha. Đúng rồi, em biết làm vậy đó. Mà em bán được không? Dạ được anh. Ý là ví dụ như là một cái thì em bán thì lời khoảng ví dụ một cái là khoảng 2 đô. Thì ví dụ như một ạc của em là một tháng trung bình là bán được khoảng 100 cái thì sẽ được 200 đô. Kiểu như vậy là sẽ tự động, tiền sẽ tự động về. Thì một tháng em bán được bao nhiêu? Tùy lắm anh ơi, dạo này thất nghiệp em ế lắm. Thường thôi. Bình thường hả, bình thường. Lúc trước khoe em bán được nhiều lắm nha. Thì lúc trước là nhiều, giờ thì tầm khoảng một tháng khoảng được 400 mấy. 400 cái hả? Dạ đúng rồi. Wow. Cũng nhiều mà. Nhiều mà. Thì một tháng em kiếm tiền được khoảng 20 triệu, 15 triệu đến 20 triệu. Tầm đó thôi anh. Ồ, giỏi quá. Cứ làm mà làm như vậy là... có bạn trai luôn hả? Bạn trai bày cho làm á. Tại vì bạn trai của Thanh á là làm về mấy cái áo luôn. Nên là bày cho em làm cái đó. À, có bạn trai luôn. Lâu chưa? Mới hả? Thì tầm tháng 6 năm ngoái. 10 tháng rồi hả? 10
tháng hơn. Ủa, như vậy thì là đợt dịch là 8 tháng rồi anh. Từ dịch tới đây là 8 tháng. Là sau khi quay chung với anh. Đúng rồi. Sau đợt đó tầm 1 tháng hay là 1 2 tuần gì nói với em là đang tìm hiểu người này kiểu vậy. À vậy hả? Ý là trong lúc mà quay với Trang Don là có nhắn tin rồi, nhưng mà sau này á thì mới nói là tìm hiểu chính thức. Đúng rồi. Sau cái đợt đó hình như là tháng 4. Không nhớ. Mới nhớ tháng 4 lúc còn đang đi làm ở bên quận 2. Xong giờ nghỉ rồi. Nhắn tin cho em trước hả? Làm sao biết được? Trên mạng hả? Không anh, tại vì ngày xưa em chơi chung như một nhóm bạn anh chị với nhau á. Quen lâu rồi, phải hơn 2 năm rồi. Xong rồi bây giờ mới kiểu như là em tìm hiểu người này. Ý là có nói chuyện qua lại như là bạn bè giúp đỡ ở 2 năm trước em sao đó. Tôi là làm bạn gái anh hả? Không phải gì nè, lúc mà quay với Trang Nhân anh nhớ là lúc đó nói là mới chia tay bạn trai không? Thì đó, lúc đó chia tay bạn trai thì suốt ngày buồn. Xong rồi người con trai đó là biết anh lâu rồi. An ủi. Đúng rồi, an ủi. Giờ này ổn không? Buồn hả? Như vậy xong rồi mới quen luôn. Đúng rồi. Chắc là con trai đó đợi lâu rồi. Lâu rồi. Thì chắc cũng vậy. Xong rồi em nghỉ làm, xong rồi chị em cái này làm, em làm tới giờ luôn á. Thì thầy bói nói là năm nay cưới. Em đi coi bói. Em đi coi bói chị. Sáng gần Tết, hồi đợt gần Tết, hồi tháng 2 vậy, em đi coi bói. Xong bà bói đã coi rồi kêu cuối năm nay em cưới. Trong khi em đâu có chuẩn bị là cuối năm cưới gì đâu. Hai người dự định là sẽ đến kết hôn, tiến tới kết hôn. Đúng rồi. Là hai bên gia đình đã biết nhau rồi. Bạn trai nói muốn kết hôn hả? Dạ chưa anh, nói chung là... Xảo á. Thôi tôi kêu là nói đầu tiên đó. Nhưng mà tại vì nhà ù du nên ai cũng biết hết rồi. Thiệt luôn, em kể với mình nó nghe. Xạo. Lại nó kể hết công ty nghe rồi. Là em kể nó nghe nha, nó kể hết cho mọi người. Ôi thôi xạo, hồi nào? Đó. Hồi nào? Muốn chết nhờ. Em kêu là giữ bí mật cho em nha. Ok, giữ bí mật dữ lắm. Sang ngày hôm sau áo mấy cho em bữa năm cưới hả? Không, bữa năm cưới hả? Không, thật ra là nguyên nhóm bạn á, ai cũng biết hết trơn, không phải là em kể nha, nhưng mà ai cũng biết. Vì là cuối năm này nó cưới, không biết nó kể. Em tao phải có mình mày thôi mình đó. Sao biết đúng biết. Hôm bữa gặp bé đú cũng nói là cuối năm mày cưới, ai cũng nói cuối năm mày cưới. Đồ không có đường. Chưa có đường. Chưa có đường luôn. Chưa có đường. Cái này là trà cam riêng gia để vào. Cốc tài trà cam đó là xí muội thơm. Dạ, với mà trái dừa. Một, hai, ba, vô. Lúc ở trong công ty thì anh Trang Dơn tặng bánh cho hai người. À không, là Lily và con Thanh. Thì lúc đó cũng mua cho Lily. Chuyện đó. Tối nào hai người đi chơi chung hả? Nhưng mà mấy người lận? Sáu người. Trong nhóm ai đẹp nhất? Nói thật nha. Bảo công em. Em nghĩ là em. Trời ơi. Nó nói với anh coi là nó em, là đẹp nhất. Em định khen nó rồi nhưng mà nhìn cái mặt nó thì ghét quá. Trời ơi. Không sao dư hả? Nó dễ chân quá. Không dám khen luôn á. Kiểu nha luôn. Ôi dồi. Lấy giùm chị cái này đi. Vô đi vệ sinh với chị đi. Đánh xong mắt hơi ba đẹp không? Vậy. Làm lại cho anh xem. Thế là Lily trang điểm không? Đánh xong con mắt cái rồi đẹp không? Vậy. Làm thử coi. Làm thử cho anh xem. Bây giờ là không làm được. Làm được, em chỉ được. Sao đánh xong mắt cái làm sao? Nhậu vô lấy miếng giấy coi. Ô vô đẹp không? Vậy thôi đúng không? Ô vô làm cái gì? Bây giờ không đi chơi cùng nhau hả? Cảm xin anh đi. Đâu rồi, cảm xin em đi. Nói cái gì á, dễ thương lắm, nói đúng gì rồi. Cái gì mình nói được. Như vậy. Đúng không? Anh ơi, mua cho em cái túi đi. Không làm được vậy đâu. Anh dạo đi nè. Anh hả? Mà anh đâu có làm như vậy đâu. À, anh coi là vậy là ok. Đúng không? Anh thì là... vậy? Đúng không?